Ok, chúng ta đến với cao thủ Mỹ 2020. Ai giờ? Chơi cái gì đây? Cờ trắng này mà ít khi mình chơi thủ thủ của này lắm. Đánh thủ thủ nhìn bí cờ. Tượng này thì không lên được rồi. Chắc là trắng lại phát triển lên đây hoặc là đẩy tốt, chắc là lên đây. Đánh kiểu này lại định nhập thành sao rồi. Lên đấy. Ôi! Shit. Không ăn. Thật không tin luôn. Không tin nổi là trắng lại vừa bỏ lỡ một pha như vậy. Rồi chết thành công sẽ tấn công. Đẩy lên được không? Đẩy lên thì lại mở đường cho tượng. Chúng ta thấy mình đẩy lên trắng ăn. Tốt ăn lên. Mà ai chạy đâu? Về đây à? Ra đây. Mình tính phát triển quân đã. Lên đấy. Rồi, bây giờ các quân của mình đang ở vị trí hoạt động. Sau đó bây giờ mình sẽ đẩy tốt lên. Úi dồi, đẩy trước à? Rồi, không sao. Chúng ta thấy là trắng có một đường tấn công chéo, xiên. Nhưng mà chưa dùng được. Đây là cột nửa mở rồi, có lẽ mình sẽ ra đấy. Bắt đây được không nhỉ? Anh cứ đuổi mã trước đi. Chạy mãi đi đâu? Ra đây. À, ra đây bắt tượng. Đuổi hậu. Lùi hậu về. Bây giờ chiếu thì mình sẽ đổi, nhưng mà chắc chắn là trắng sẽ không chiếu. Nước sau mình sẽ đuổi mã. Lùi về đây, à xin lỗi, lùi về đây thì tượng giã ngay. Hợp lý. Ra hậu đấy, à vẫn muốn chiếu. Ai à, lên đây không được nhỉ. Lên đây tượng ăn. Nhưng mà đây thì mình có thể ăn lại tượng. Chẳng lẽ nước sai à? Hay là lên mã đây nhỉ? Hay lên đây? Chơi đi.
chơi nút. Rồi, coi như là đổi xe, đổi xe lấy mã tượng. Đổi hậu. Chạy thôi. May quá, chưa chiếu được. Bây giờ nếu ăn đây thì mình sẽ ăn tượng. Ăn mã thì tôi mất mã, còn nó chiếu thì mã sẽ lùi về được. Hoặc là lùi xe, à không, lùi xe không được. À, như vậy là chấp nhận. Bỏ tượng. Nếu giờ chạy, mình chạy mã thì sẽ bị ăn quạt chiếu ngay. Thôi, giã tượng đi. Ăn mã. Rồi, chiếu thì lên vua. No vấn đề. Cờ hòa quân. Bây giờ thì nước tượng H3 Cang Minh. Tượng H3 thì trắng đánh nào. Xuống xe định chiếu hết á. Định chiếu hết, chúng ta thấy là nước móc khủng khiếp. Lên đấy chưa biết làm gì để chặn con mã này à? Hai mốt giây mình phải đánh nhanh thôi. Chiếu nhá, xuống xe giữ. Tám giây. Rồi, vẫn là một chiến thắng. Thế trận đang cân.